Thả em nó về gần anh em. Dạ. Trời ơi, ma, tự nhiên mà thả em nó cái mày chọi nó vậy? Nó cắn em. Đi đây. Đi về gần đây mày. Đi đi. Như người ta vậy đó anh em. Đi về gần đi mày. Đi đây, đi về gần đi. Tay là gì vậy hả? Mày đồ quýnh tao hả? Đi về gần. Đi về sống với bố mẹ mày đi. Đi đi con. Leo lên cây. Đi về đi. Không muốn về hết vậy. Đi về đi. Ừ, về gần đi, về với thiên nhiên đi. Coi thử anh nó đâu nha. Đi đi. Đi về gần. Rồi về đi. Về với gần đi. Về với thiên nhiên đi. Đi về đi.